Nancy nhóm Momoland là nữ thần tượng bị chụp ảnh lén trong lúc thay quần áo và bức hình còn bị phát tán trong nhóm kín. Sự việc gây xôn xao cộng đồng mạng và những ai là fan hâm mộ của cô nàng trong suốt 3 ngày qua. Vụ việc xảy ra khi Nancy tham dự sự kiện Asia Artist Awards 2019 diễn ra tại Việt Nam. Cụ thể, một tài khoản Twitter đã đăng tải hình ảnh nữ thần tượng xinh đẹp đang thay trang phục với sự trợ giúp của nhân viên hậu trường và stylist. Bức ảnh có vẻ như được chụp bởi một nhân viên khác đứng khá gần Nancy. Tài khoản Twitter này khẳng định rằng bức ảnh ban đầu xuất hiện trong fan club của nhóm nhạc khác trên ứng dụng Discord và đã có hơn 500 người xem khoảnh khắc nhạy cảm của Nancy. Chỉ trong thời gian ngắn, ảnh chụp trộm Nancy lan truyền khắp các mạng xã hội. Nancy là cái tên không quá xa lạ với những ai yêu âm nhạc Hàn Quốc. Tên đầy đủ của nữ thần tượng xinh đẹp là Nancy Jael McDonny. Cô nàng này sinh ngày 13 tháng 4 năm 2000 và chỉ mới 21 tuổi. Nancy là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Momoland thuộc Melody Entertainment, đảm nhận vị trí visual của nhóm bởi nhan sắc vô cùng nổi bật của mình. Nancy được xem là bông hồng lai xinh đẹp của giới thần tượng Hàn Quốc. Gương mặt đẹp không góc chết, tuy nhiên thân hình của Nancy lại không được đánh giá cao. Thậm chí các chuyên gia sắc đẹp tại Hàn Quốc đã đánh giá Nancy là bông hồng lai xinh đẹp nhất trong thế hệ idol 10X đầu đời. Còn nhiếp ảnh gia của trang Dispatch lại hết lời khen ngợi gương mặt không góc chết của Nancy rằng em ấy bên ngoài còn đẹp hơn trên ảnh. Có một thời điểm, Nancy Momoland Body đã trở thành từ khóa được rất nhiều người quan tâm bởi cân nặng lên xuống thất thường của nữ thần tượng. Nancy khá dễ bị béo, điều này ảnh hưởng rất nhiều tới sự nghiệp của cô nàng. Để có một thân hình đẹp, Nancy đã phải áp dụng chế độ ăn kiêng cùng việc tập luyện vô cùng khắc nghiệt. Nancy đã bộc lộ những khả năng nghệ thuật xuất chúng từ khi còn rất nhỏ. Cô nàng đã từng làm người mẫu nhí cho nhiều bộ ảnh thời trang cho thiếu nhi. Bên cạnh đó, Nancy Momoland còn tham gia Korea Got Talent. Từ nhỏ, Nancy đã nổi bật hơn bạn bè đồng trang lứa bởi nhan sắc lai nổi trội và vô cùng xinh đẹp của mình. Công chúng luôn há hốc miệng trầm trồ trước hình ảnh lộng lẫy của Nancy mỗi lần xuất hiện. Thế nhưng khi để mặt mộc, cô nàng cũng khiến cho người hâm mộ phải đứng hình bởi nhan sắc không góc chết của mình. Trên thị trường âm nhạc hiện nay, có rất nhiều ca sĩ dù có nhan sắc xuất chúng khi lên sân khấu, nhưng khán giả và giới truyền thông không tránh khỏi sự hoài nghi về sắc đẹp thật của họ ở ngoài đời. Thế nhưng đối với Nancy Momoland thì ngược lại, được ca ngợi hết lời khi không trang điểm. Sự nghiệp đỉnh cao vụt sáng với hàng loạt bài hit khủng. Trước khi gia nhập Double Kick Company, Melody Entertainment thì cô nàng cũng từng là thực tập sinh của Nega Network. Con đường ca hát chuyên nghiệp của Nancy được bắt đầu khi cô tham gia chương trình của DiamondNet Finding Momoland. Đây là chương trình thực tế tuyển chọn thành viên cho dự án nhóm nhạc mới Momoland. Nancy cùng 6 thành viên khác đã may mắn giành được suất ra mắt với tư cách là thành viên của Momoland. Nancy nắm vai trò là gương mặt đại diện kiêm center của nhóm. Ban đầu, Momoland chỉ có 6 người. Tuy nhiên, sau 1 năm hoạt động, đội hình của nhóm được bổ sung thêm 2 thành viên nữa. Và tổng cộng nhóm có tất cả 9 thành viên, bao gồm Hyebin, Yeonwoo, Jane, Taeha, Nayeon, Yui, Daisy, Ahin, Nancy. Nancy được xem là thành viên xinh đẹp nhất, có giọng hát nội lực và khá truyền cảm. Khả năng vũ đạo của cô nàng cũng không phải dạng vừa đâu. Sự nghiệp ca hát của cô nàng này gắn liền với nhóm nhạc Momoland. Ban đầu nhóm nhạc không hề được chú ý tới nhiều. Những album mà Nancy cùng với Momoland đã phát hành như Welcome to Momoland, Freeze, Great, Fun to the World, Show Me. Những đĩa đơn có thể kể tới đó là Wonderful Love, Freeze, Boom Boom, Bam, I'm So Hot. Có thể nói, chính Boom Boom là ca khúc thành công với lượt view cùng doanh số thu về vô cùng cao. Bài hát đã khiến Nancy cùng Momoland vụt sáng và trở thành hiện tượng của giới giải trí Hàn. Là nghệ sĩ nhạc kịch ngôi sao giải trí, Nancy có một tính cách vô cùng hòa đồng thân thiện và luôn biết tạo ra bầu không khí vui nhộn. Chính bởi lẽ vậy, cô được mời tham gia rất nhiều những chương trình TV show cùng với Momoland và cả với tư cách cá nhân. Một số những chương trình giải trí mà Nancy đã tham gia như Hangul Chain Bubble của đài EBS, Three Wheels của đài MBC, Star Friend của đài KBS, You Show của đài JTBC. Ngoài ra, với gương mặt không góc chết, tài năng diễn xuất tay trái, Nancy đã tham gia 2 vở nhạc kịch Sound of Music, High School Musical. Nancy cũng đã từng thử sức với lĩnh vực phim truyền hình trong vai cameo cùng với các thành viên Momoland khác là Daisy, Hyebin, Yui trong bộ phim ăn khách có tên The Jungle is Watching của đài truyền hình MBC. Nancy Momoland Scandal, từ khóa đã trở thành hot trend.
Do là người nổi tiếng nên Nancy thường xuyên bị giới truyền thông và các tay săn ảnh để mắt tới. Cô từng vướng phải khá nhiều scandal, bao gồm việc trở mặt với bạn thân Shin Ye-un, thực tập sinh nổi tiếng ở Hàn và bằng tuổi với Nancy khi Shin Ye-un dính phải scandal uống rượu và hút thuốc khi chưa đủ tuổi, cười cợt mỉa mai BTS khi đàn anh mắc lỗi hát live trên sân khấu của lễ trao giải lớn, thậm chí là liếc đều Blackpink khi nhóm nhạc tiền bối này thắng cúp tại sân khấu Music Hall. Scandal trở mặt với bạn thân. Rất nhiều những fan hâm mộ biết tới mối quan hệ thân thiết của Nancy với một cô nàng thực tập sinh khá nổi tiếng, Shin Ye-un. Ye-un trong quá khứ đã từng dính phải lùm xùm hút thuốc và sử dụng rượu khi chưa đủ tuổi. Nancy đã khiến người hâm mộ phải tranh cãi vì hành động xóa đi hết những bình luận cùng hình ảnh về người bạn thân Ye-un. Netizen Hàn cho rằng đây là động thái muốn cạch mặt khi bạn thân gặp chuyện của Nancy. Tuy rằng không có bằng chứng xác thực, nhưng phải rất lâu sau đó scandal này mới có thể nguội dần đi và chìm dần xuống. Scandal liếc xéo nhóm nhạc tiền bối Blackpink. Trong một tấm hình được cắt ra từ một show âm nhạc, Nancy có hành động được cho là đang liếc đều Blackpink ngay trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, sự việc này sau đó được rất nhiều fan chứng minh rằng đó là những bức ảnh cắt ghép của anti-fan về Nancy khi đang mệt mỏi gây ra rất nhiều hiểu nhầm không đáng có với fan của Blackpink cũng như nhóm nhạc tiền bối. Thiếu tôn trọng các tiền bối BTS. Trong phần trình diễn trên sân khấu MBC Plus at Genie Music Awards của thành viên Jimin BTS với Charlie Puth đã gặp lỗi hát phô tranh, Nancy đã trở thành tâm điểm của sự chỉ trích, đặc biệt là của các ARMY, fans của BTS vì thái độ cười cợt mỉa mai. Tuy nhiên đó chỉ là tin đồn không căn cứ vì chưa chắc đó là hành động cười mỉa mai hay vì quá bất ngờ và ngưỡng mộ tiền bối Jimin của cô nàng. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt lợi và hại. Dù hàng loạt scandal nối tiếp nhau đã khiến Nancy được nhiều người biết tới hơn, song cô lại bị một bộ phận fan hâm mộ của chính nhóm nhạc Momoland tẩy chay. Theo fan cam quay lại trong các chương trình có Momoland biểu diễn, mỗi thành viên của nhóm khi đứng giữa và thể hiện phần hát hoặc nhảy của mình thì đều nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình từ phía người hâm mộ. Chỉ riêng Nancy thì không, cứ lần nào Nancy đứng ở vị trí center là lần đó cô bị ngó lơ bởi chính các fan bên dưới, dù cô được xem là gương mặt nổi tiếng nhất nhóm bên cạnh mỹ nhân Joey. Nancy Momoland phố đi bộ. Năm 2017, Nancy Momoland phố đi bộ được tìm kiếm vô cùng rộng rãi khi cô xuất hiện tại phố đi bộ Hồ Gươm ở Hà Nội. Trên các phương tiện truyền thông tràn ngập những hình ảnh đời thường của nữ ca sĩ được người hâm mộ chụp lại và quả thực Nancy bên ngoài còn đẹp hơn trên ảnh với gương mặt hài hòa, đẹp không góc chết. Khi ấy, cô nhận được nhiều lời khen về vẻ đẹp thoát tục với nước da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng như trái cherry cùng trang phục sơ mi quần jeans đơn giản dạo bước trên phố đi bộ Hà Nội. Người chụp Nancy Momoland là chàng trai trẻ Tạ Thanh Tuấn, từng là sinh viên đại học Mở Hà Nội. Anh cho biết đã bắt gặp cô gái xinh đẹp này khi đi dạo quanh khu vực Hồ Gươm, thấy cô ấy có nụ cười duyên nên nhanh tay dùng máy ảnh chụp lại. Anh cho biết thêm, khi cô ấy phát hiện có người đang chụp hình, liền quay mặt về phía ống kính và cười rất tươi. Cô ấy rất thân thiện chứ không hề chảnh như một số hot girl khác. Vào đợt Halloween vừa qua, mỹ nhân 21 tuổi đã gây sốt khi hóa trang thành Marilyn Monroe. Ngoài ra, Nancy còn xếp thứ 10 trong danh sách những gương mặt nữ đẹp nhất thế giới 2020 do TC Candle bầu chọn cuối tháng 12 vừa qua.